Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹp và xin chào tất cả anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyễn Khôi và xin chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, trước hết thì Hoàng Tuấn xin phép được trả lời thư và xin thưa chung là quý vị gửi thư rất nhiều. Còn có một số quý vị gửi thư để yêu cầu chúng tôi phải trả lời chi tiết đầy đủ, xin quý vị thông cảm bởi vì chúng tôi không đủ thời giờ. Và có một số vị gửi bài thì cũng hơi buồn lòng, nó tại sao gửi bài mà không sử dụng. Thì quý vị, chúng tôi phải lựa những cái bài nào mà nó có tính thời sự, và có một số quý vị gửi luôn cả những video clip của các đài như là đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, là đài Á Châu Tự Do. Thì những cái đó chúng tôi không có, thứ nhất là chúng tôi không có thời giờ, thứ hai là cái đó là trước đây là chương trình đọc báo Vẹm, nên xin quý vị thông cảm cho. Xin trả lời rất nhanh, có một bạn trẻ nên là chú Khôi, chú cho cháu xin làm con nuôi để cháu có thể được đọc báo Vẹm với, vì ở Việt Nam cháu khoái đọc báo Vẹm của quê hương media lắm. Chú Tuấn, ở Việt Nam không còn cái lịch sử hai bà Trưng nữa đâu. Giờ sách giáo khoa mà không nhắc tới bà Tưng nữa là may lắm thôi. Anh có biết bà Tưng không? Một nhân vật rất là tài tiếng. Nhưng bà Tưng có nghĩa là không cần nhắc tới bà Trưng. Cũng may là người ta chưa đưa bà Tưng vô. Rồi có một người tự xưng là người bộ đội Mỹ từ New Jersey, ex-Navy, tức là hồi trước có đi lính hải quân đó. Chào anh Nguyễn Khôi và Hoàng Tuấn, cực lực lên án hai anh bởi vì vợ chồng em sống chung hơn 20 năm nay. Em luôn luôn khuyên vợ em là lấy bằng lái xe để có thể đi chợ hoặc là đi đó đi đây, nhưng mà tuần qua khi ngồi coi lại mấy số cũ của Đọc Báo Vẹm, vợ em vô tình nghe được hai anh nói về cái chuyện ngực lép không được lái xe, nên vợ em nhất định tuân theo luật của Bộ Giao thông Cộng sản mặc dù đang sống tại Mỹ. Bây giờ không biết là nên thưa hai anh ra tòa án hay là gửi đơn về Việt Nam để xin làm phó thường dân gương mẫu. Mong hai anh trả lời cho. Rồi có một người nữa là số báo 361 vừa qua thấy hai anh còn bức xúc vụ tướng công an Phạm Quý Ngọ. Bộ hai anh quên rằng vào công an là ra nghĩa địa hay sao? Cho nên tướng Ngọ mình không muốn thế lực thù địch tuyên truyền chia sẻ cách trả án của ngành công an. Còn nguyên nhân cái chết theo em cũng dễ phán án thôi, không phải tự té, không phải uống thuốc tự tử, mà do là ngủ rồi quên thức dậy. Thưa quý vị, rồi còn những thư khác thì chúng tôi có trả lời trực tiếp qua email, và có một số thư quá dài xin quý vị thông cảm cho. Và xin mời Nguyễn Khôi. Bộ Giao thông đề nghị khởi tố vụ sập cầu Chu Ba. Sáng nay, Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng hối thúc tổ công tác đưa ra kết luận về nguyên nhân sập cầu Chu Ba 6. Bộ này cũng khẳng định sẽ đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án làm gương. Thì thưa quý vị, liên quan tới cái vụ sập cầu Chu Ba, trước đó có bản tin như thế này. Trụ cầu Chu Ba được xây bằng gạch ống. Thay vì đổ bê tông cốt thép như thiết kế, trụ cầu Chu Ba 6 hiện trơ ra lõi, được xây bằng gạch ống nung. Chiều 2 tháng 3, khi qua cây cầu đứt cáp khiến 8 người chết cách đó một tuần, người dân bản Chu Ba phát hiện trụ cầu bị vỡ, trơ ra những viên gạch ống. Một số người cầm hòn đá nhỏ đập vào cột thì những mảng vữa bung ra lộ cả viên gạch. Như vậy đây là một cái khám phá rất là mới, phải không ạ? Gạch ống chứ không phải được gạch thẻ. Dạ, lý ống tức là có lỗ ở trong, đúng không ạ? Sau cái bài báo này thì còn bài báo tiếp là người ta giải thích là lý do là tại vì hồi đó làm cái trụ cầu cũng làm bằng bê tông nhưng nó hơi nhỏ, cho nên là mà nhất là nó lại không có được đẹp nữa, ngoài nó xù xì, cho nên bây giờ đó mình phải lấy gạch ống để mà mình đắp ở bên ngoài, mình làm một cái lớp để cho nó đẹp, cho nó đẹp hơn. Vâng, lý do là vì mỹ thuật cho nên mình làm gạch ống thôi. Như vậy thì anh phải hiểu, tức là cán bộ xây dựng đất nước ta không những chuyên giỏi về kỹ thuật mà còn về mỹ thuật nữa, tức là xây cầu mà phải cho nó đẹp, cũng giống như đi đá banh, ăn thua gì kệ cha nó, đá cho nó đẹp thôi. Thưa quý vị, chúng tôi thấy liên quan tới cái chuyện mà xây cầu như thế này, chúng tôi hỏi anh Hoàng Tuấn là có câu hỏi là chúng tôi hỏi tại sao Việt Nam mình xây cầu nó hay bị sập vậy anh? Theo tôi nghĩ như thế này, tại vì khi mà nói về chuyện cầu xây mà bị sập đó, thì có một số ý kiến độc giả nó là việc tại sao Tây với Mỹ đó nó xâm lăng mình mà nó xây cầu cho cả trăm năm nó vẫn còn, mà Việt Nam mình lại mau sập như thế, thì nó là Việt Nam mình là sang hơn Tây với Mỹ. Và giống như anh đi xe mà vài năm cái đổi xe mới, anh ở nhà vài năm mua nhà mới thì cầu cũng vậy, mình xây vài năm mình xây lại cái mới. Còn thằng Mỹ thì nó với thằng Tây nó không có sang như mình. Cái thứ hai nữa, thằng Mỹ với thằng Tây nó thâm sợ nào, nó xây cầu mà cả trăm năm không sập là bởi vì nó có cái ý đồ đen tối lâu dài, nó muốn chiếm đất nước mình, nó ở luôn. Cho nên là còn đất nước Việt Nam mình thì
nhất là trong thời kỳ đổi mới đó, càng ngày càng đổi mới, cho nên những cây cầu phải luôn luôn đổi mới. Ngày xưa nhạc sĩ Trần Tử Thiên có viết là chuyện một chiếc cầu đã gãy, thì bây giờ thì chúng tôi đề nghị các nhạc sĩ trong nước phải viết bài là chuyện những chiếc cầu sẽ gãy. Nó rất phù hợp. Thì xin lỗi Nguyễn Khôi là có một vài bài báo nói là sở dĩ mà là những cái cây cầu mà nó bị hư hỏng như vậy đó, đa số đó là nó nằm ở cái vùng sâu vùng xa, vì lúc đó nó người ta không có đủ phương tiện. Nhưng mà tin tức mà nói như vậy là không đúng, là thông tin một chiều, mình có thông tin nhiều chiều. Chúng tôi có bài báo trên báo Người Lao Động Online, cầu dài nhất miền Trung có nguy cơ bị sập. Sáng 6 tháng 3, ông Cù Huy Kiểm, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên, đơn vị quản lý cầu Đà Răng mới qua đoạn thành phố Tuy Hòa Phú Yên, cho biết hiện công ty này đã phải rào chắn 1/3 mặt cầu, cấm tất cả các xe nhằm tránh nguy hiểm khi qua lại. Tại hiện trường mặt cầu đã có những vết nứt rộng hơn 1 cm bị sụt lún nè, lan can cầu bị bung ra do mặt cầu bị dịch chuyển, mỗi khi có xe qua là cây cầu rung lên bần bật. Ông Kiểm cho hay hiện kiểm điểm kê gối đầu đã sai với thiết kế, cho nên có nguy cơ gãy dầm cầm và gây sập cầu. Hiện công ty này không đủ năng lực để đưa ra phương án sửa chữa. Chiều 16 tháng 3, tiểu đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ và Cục Quản lý Đường bộ 3 sẽ tiến hành kiểm tra để đưa ra phương án khắc phục sự cố trên. Cầu Đà Răng mới là cây cầu dài nhất miền Trung, với chiều dài hơn 1,5 km gồm 36 nhịp, do ban quản lý dự án BMU 18 của Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư xây dựng, với tổng kinh phí là 420 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng gần 10 năm nay. Thưa quý vị, cây cầu lớn, xin lỗi quý vị, ở miền Trung mà bây giờ đó chỉ có lực số 1 đó học ạ. Dạ, thì ra cái cầu đúng mà tên ấy là chắc là chỉ quốc lộ số 1, chứ chúng tôi đoán là như vậy, cầu Đà Răng mà. Hôm nay người ta không có nói là quốc lộ số 1, nhưng mà ở Phú Yên. Và chỗ này thì không phải là vùng sâu vùng xa đâu, không phải vùng sâu vùng xa. Thì ý kiến người dân á, có người nói rằng là cái vụ này hỏi ông Đinh La Thăng là biết ngay thôi. Ý kiến khác thì nói như thế này, là cầu của Pháp của Mỹ nó để lại hàng trăm năm, còn ta làm cầu mới xài chưa được 10 năm, vậy là ta nhanh hơn họ hàng chục lần rồi, còn gì nữa. Rồi một ý kiến khác là theo thuyết tiến hóa thì sâu mọt ngày nay đã đi bằng hai chân, không chỉ ăn cây gỗ mà còn tiến hóa được ngay cả xi măng sắt thép. Loại sâu mọt này miễn nhiễm với thuốc diệt côn trùng, mà chỉ có sử dụng thuốc tiêm hay là đạn AK thì nó mới xóa sổ được chúng. Thì quý vị, đó là dân trong nước. Ý kiến người dân trong nước không phải là những người mà đang sống ở hải ngoại lưu vong, mà luôn luôn có cái tư tưởng chống đối nhà nước và có những tư tưởng phản động. Và không phải là mang hận thù ra đây mà không hận thù gì cả. Dạ. Bởi vì đi ngang cầu sập chết thì cái chuyện nó không có mang hận thù gì trong này cả. Rồi xin mời anh. Mà sao Việt Nam sập cầu hay chết người vậy anh? Chứ bây giờ cái cầu đi ngang sông ngang suối mà nó sập cái rầm xuống rồi rớt xuống dưới sông dưới suối, mà anh hỏi tại sao mà sập cầu hay tôi nghĩ lần trước đó có câu trả lời nhớ thôi, là tại vì nhiều khi mình đi qua cầu đó mình không có ý thức. Đúng rồi, có một số ý kiến cho rằng là những ông trong Bộ Giao thông Vận tải đó làm việc bằng cái tâm cái đức, mà người dân thì thiếu ý thức khi tham gia giao thông mà đi qua cầu. Thì chúng tôi tán đồng ý kiến đó. Người dân thiếu ý thức ở cái chỗ rằng là không ý thức được cầu của nhà nước xây đó thì không biết nó gãy lúc nào. Và thiếu ý thức ở cái chỗ nữa, có người đã khuyên là khi đi qua những cây cầu như vậy đấy thì ôm cái chuối, lỡ nó cứ sập xuống thì ôm cái chuối. Lần tới chúng tôi đề nghị mấy ông xây cầu đó, tại vì ông nói người dân là không ý thức, tại vì cầu đó thì chỉ có thể trọng tải, tức là có thể mà bao nhiêu người được đi trên cái chiếc cầu đó mà thôi, nó không thể vượt quá cái trọng tải đó được. Thì yêu cầu thay vì để trọng tải thiếu 10 tấn hay 50 tấn vân vân, người dân ta đâu có biết là như thế nào đâu. Thì bây giờ để rõ ràng là cầu này chỉ được 50 người đi qua một lúc mà thôi, thì người ta trước khi mà người dân đi qua đó thì người ta ý thức, những người ý thức được. Xin quý vị ý thức là quý vị đến dùng, nếu mà quý vị là người thứ 51 rồi thì quý vị phải chờ cái người đầu tiên ta đi qua đã bị bước xuống. Nhưng mà phải nói rõ cái này, nếu mà dân á thì 50 người, cán bộ thì 25 người thôi. Sao vậy? Bởi vì cán bộ lúc nào cũng to béo hơn dân. Thì nó chắc ăn được. Báo Khánh Hòa Online lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo tổng kết lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới nghề, đúng là không? Rất là đào tổ bộ lớn. Yeah.
Ngày 6 tháng 3, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, chủ tịch chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý của các vị nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đối với dự thảo báo cáo tổng kết vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới từ năm 1986 tới năm 2016. Dự thảo báo cáo tổng kết vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gồm 4 nội dung chính. Bây giờ khoan nói chuyện nội dung chính, nội dung gì? Nói cái chuyện mà đối ngoại của nhà nước ta liên quan tới tỉnh Khánh Hòa. Thì nếu mà chúng tôi mà là có tham dự cái hội nghị này đó, thì chúng tôi phải đưa ra những cái điểm mà nổi bật nhất trong suốt 30 năm đổi mới như ví thế nào. Ví dụ là, thưa quý vị, từ năm 1986 cho tới năm 2016 về vấn đề đối ngoại, là trước hết là chúng ta nghỉ chơi hết với lại mấy cái nước xã hội chủ nghĩa, cái khối xã hội chủ nghĩa ngày xưa. Liên Xô thì nó sụp. Nhà đối ngoại mà trong cái thời gian đó, Đông Âu thì nó đi đong luôn. Rồi, sau đó là Trung Quốc á, thì đang từ bạn biến thành kẻ thù đánh nhau. Rồi bây giờ hết thành kẻ thù á, thì nó chiếm đất trên biển của mình. Đấy là những thành tựu mà đạt được trong cái đối ngoại. Còn bây giờ còn có mấy nước xã hội chủ nghĩa đó thì mình lại chơi hai cái anh vẫn còn sống sót đấy hả? Vẫn còn sống sót đó. Thì không, hai cái anh mà chia đôi đất nước đó, một bên xã hội chủ nghĩa và một bên là tư bản á, thì như Hàn Quốc, Hàn á, thì là mình chơi với thằng Nam Hàn. Mình nghỉ chơi với Bắc Hàn coi như nghỉ chơi Bắc Hàn. Đấy. Mà nó là đồng chí của mình. Đồng chí của mình á. Còn bên kia thì mình chơi với anh Đài Loan. Nhà mình đầu tư Đài Loan, mình đổ nó kéo nó vào. Cái thành tựu thứ hai nữa đó, nổi bật nữa, không kém, đó là đất nước mình có được ngày hôm nay đấy là nhờ tiền của tư bản với đế quốc nó đổ vào. Nó hết viện trợ rồi nó cho mượn vốn ODA, còn mình chẳng có làm gì. Anh nói như vậy là thiếu sót nữa. Sao vậy? Cái thế lực phản động nữa. Thế lực phản động một năm nó gửi về mười mấy tỷ nữa. Không, mình nói là chuyện đối ngoại với các quốc gia khác. Những cái thành tựu rất là nổi bật như vậy. Trước hết á là anh em ta ngày xưa bây giờ nó, một là nó sụm hết rồi, hai là mình không chơi với nó nữa. Thứ ba là, và cái kế tiếp đó là tất cả những thằng mà ngày xưa mình chửi nó đấy, tư bản rồi đế quốc rồi thực dân rồi vân vân ấy, là mình kéo hết nó vào. Và cái thành tựu nổi bật không kém nữa ấy, là con em của mình vấn đề đối ngoại ấy, là mình đưa nó sang hết mấy cái nước nó học, mặc dù nó là đang dễ chết. Mà mình không có đưa qua Cuba, yeah, không đưa qua Bắc Hàn, yeah, cũng không đưa qua Trung Quốc. Mà rõ ràng cái thành tựu đó khác hẳn với cái thời gian trước năm 1986. Về trước thì lúc đó là cái gì cũng là Liên Xô, Trung Quốc, đàn anh, đàn em vĩ đại. Nhưng đấy, thưa anh, nó có một cái thành tựu nổi bật nữa mà tôi nghĩ là anh không có biết. Tiếp viên Việt Nam Airlines bị nghi là tiếp tay hàng ăn cắp ở Nhật. Báo Nhật đưa tin một nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines bị tình nghi buôn lậu hàng mỹ phẩm, quần áo từ một đường dây ăn cắp tại các siêu thị Nhật. Trong bài báo này, báo Sankei Shimbun nhắc lại sự việc một cơ phó của Vietnam Airlines từng bị trục xuất về nước cũng vì liên quan đến đường dây vận chuyển hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam hồi 2009. Tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam, tờ báo này viết giá một số loại mỹ phẩm Nhật còn rẻ hơn giá tại Nhật Bản, nhất là tại một khu vực quanh trụ sở chính của hãng hàng không Việt Nam. Của hãng hàng không Vietnam Airlines, nhiều sản phẩm còn nguyên nhãn giá của các cửa hàng bên Nhật. Thưa quý vị, cái này thì lúc đầu tôi tưởng đó là báo hải ngoại người ta đưa ra rồi người ta bôi xấu, nhưng mà trao đổi với VN Express, đại diện Vietnam Airlines cho biết đã nắm được sơ bộ vụ việc này qua báo chí. Danh tính người bị tình nghi và chi tiết vụ việc đang được khẩn trương tìm hiểu. Quan điểm của hãng từ trước tới nay là vẫn là xử lý đúng người đúng hành vi. Thì thưa quý vị, người ta còn biết đậm đó nè, số người Việt bị bắt vì ăn cắp đồ siêu thị ngày càng tăng cao, chiếm tới 40% những vụ người nước ngoài ăn cắp tại đây. Riêng trong tháng 1 đầu năm nay, quận Fukuoka đã bắt 5 nhóm trộm cắp người Việt. Thưa quý vị biết là vô Vietnam Airlines cũng phải là có thế có thần, phải có ông cháu cha. Cái này thì không phải tàn tích của Mỹ Ngụy, không phải thế lực phản động, mà chính sách đối ngoại làm sao, nhờ ơn bác đảng làm sao mà cho tới bây giờ mình qua Nhật mình ăn cắp mà mình được nổi tiếng luôn. Thì quý vị, đó là nhờ ơn bác và đảng. Chúng tôi xin tạm ngưng phần 1 của chương trình. Khi trở lại phần 2, chúng tôi sẽ có thêm những mưu tin khác về cái chuyện xây cầu và xây nhà. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình, khi nói về cái chuyện mà bây giờ cầu nó sập nhiều quá ha, thì người ta mới tổ chức một cuộc họp
và tất cả các địa phương đó báo cáo về cái tình hình mà cầu cống ở địa phương mình. Thì địa phương nào cũng có cầu sập, cầu hư, cầu gãy, cái này thế khác. Riêng có một cái huyện miền núi thì trong cái báo cáo là hoàn toàn là không có cái chuyện mà cầu sập, cầu gãy, không có người chết vì cầu sập. Đó. Thì người ta khi ta nhìn cả hội nghị rất là ngạc nhiên, thì mới kêu cái ông mà chủ tịch huyện đó, huyện miền núi đó, thì để mà hỏi ý kiến của ông, trao đổi để cho những rút kinh nghiệm, học tập kinh nghiệm. Ông nói là từ ngày giải phóng cho đến bây giờ thì không có cái cầu nào sập. Chỉ có trước năm 75 còn Mỹ Ngụy thì có sập cầu có chết người. Mà giải phóng tới bây giờ thì không có sập cầu không chết người. Như vậy là hồi trước là Mỹ Ngụy nó xây cầu mà nó làm dối trá. Không, Mỹ nó có xây mấy cái cầu tốt lắm mà nó bị sập vì đặc công bộ đội giật cho nó sập. rồi sao từ nó giải phóng tới bây giờ là tình hình sao mà không cầu cống chút tốt lắm hả? Từ lúc giải phóng bây giờ không có cái cầu nào sập bởi vì nhà nước đâu có xây cái nào đâu mà sập. Mỗi lần qua sông mùa nắng thì lội qua, mùa mưa thì lấy cái dây đeo nó chạy qua, không có ai té cầu chết mà đứt dây chết 4-5 người thôi. Không có cầu nào sập hết. Anh ấy trước năm 75 thì có, sau 75 không có nữa không ạ? Thì có xe đâu được sập. Trước năm 75 thì có mà bộ đội giật nó sập. Nói cái chuyện mà xây cầu, bây giờ mình nói chuyện khác, xây mà xây khác là ngay cầu nó liên quan tới đường. Bây giờ mình nói về cầu đường, bài này thì nó hơi cũ rồi, cũng coi nó có hình như là 1-2 tháng rồi, và hơn 1 tháng rồi, nhưng mà tình cờ chúng tôi đọc từ cái đề tài này nó liên quan đến đề tài khác, còn không bài nó cũ rồi. Hay cái chuyện mà năm 75 bây giờ người ta còn nhắc lại. Chiến thắng vẻ vang mà. rút ruột cao tốc, ba đơn vị đồng thanh xin lỗi. Vậy là có văn hóa xin lỗi nhỉ? Ngày 2 tháng Giêng, đoạn đường 20 km thuộc tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chính thức thông xe. Trước đó, ngày 26 tháng 12, sau khi phát hiện có hiện tượng khiếm khuyết về chất lượng tại gói thầu số 3 dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây, chủ đầu tư VEC vừa quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ. Tức là người ta đã khám phá ra có rút ruột rồi. Sau khi khám phá ra như vậy thì đã quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ và ba đơn vị là đồng thanh xin lỗi. Như vậy đó, qua cái bản tin này chúng ta thấy rõ ràng là anh Hoàng Tuấn là anh đã sai. Thực sự ở Việt Nam cũng có văn hóa xin lỗi chứ không phải có văn hóa xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi xong là đủ, xong hết, chấm hết. Ở các quốc gia khác người ta xin lỗi phải không ạ? Xin lỗi xong, xong phải từ chức rồi phải bồi thường, ai có trách nhiệm thì phải bồi thường những cái thiệt hại đó. Và nếu mà nó có những sai phạm liên quan đến vấn đề hình sự thì phải đi tù. Cái trách nhiệm của cán bộ là như vậy. Nhưng mà Việt Nam thì xin lỗi xong, thế là đủ rồi. Bởi thế, bài báo còn dài lắm, nhưng mà chúng tôi chỉ xin đọc một vài ý kiến rất là ngắn gọn của xin lỗi là quý lắm rồi, cho nó truyền thông hai chiều. Hôm trước, xin lỗi anh, hôm trước có người nói xin lỗi cái gì, lúc đang sập cầu bối rối mà bắt người ta phải xin lỗi. Thì một số những ý kiến của độc giả của báo như thế này. Thứ nhất, cái ý kiến thứ nhất của vị tên là chắc là Tất Thắng. Tử hình hết, khốn nạn không thể chấp nhận được. Dân người trong nước phẫn nộ rồi đó. Người khác, cái này mà xảy ra ở bên Mỹ là xảy ra chuyện lớn chứ không phải giỡn chơi. Thế. Sửa cầu và mở rộng thêm ra mà phải mất gần 2 năm, phải công nhận thấy họ làm thì không thể chê vào đâu. Người thứ ba có ý kiến, các bạn không hiểu biết gì về tham nhũng thì đừng có nói nhé. Chúng tôi làm con đường này trả được bao nhiêu, phí nọ phí kia, không rút ruột thì lấy đâu ra mà bôi trơn. Rồi, người thứ tư ý kiến, tại sao thế làm sai mà vẫn ký nghiệm thu, dễ các cán bộ của mình thấy sai mà cho qua đơn giản vậy à? Hình thức kỷ luật là cảnh cáo, hao tiền tốn của, chất lượng bao nhiêu cơ. Rồi, người thứ năm, cứ rút bớt, cắt xén công trình rồi xin lỗi là hết trách nhiệm à? Vậy hậu quả thì ai gánh đây? Thật là vô trách nhiệm. Có 5 ý kiến và 5 ý kiến đó là như vậy. Thưa quý vị, chúng tôi không nói thêm nữa. Đủ rồi, mời anh Tuấn.
Có nhiều người hỏi là hôm trước có người phản đối chúng tôi, bảo rằng là cán bộ có người tốt người xấu, nhà nước Việt Nam có cái việc làm được, có việc làm chưa được, không phải là cái việc gì cũng xấu. Chúng tôi là cứ lấy thông tin một chiều rồi là mang cái sự thù hận. Thì chúng tôi cũng xin lỗi, chúng tôi cũng có văn hóa xin lỗi. Là có những cái, ví dụ như cầu đường xây thì nó còn sơ sót, nhưng mà có những cái xây dựng rất là tốt, như là biệt thự của cán bộ xây rất là tốt. Biệt thự khủng của ông Trần Văn Truyền không chỉ là câu chuyện riêng. Câu chuyện về khối tài sản dinh thự biệt thự nhà đất của cựu tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền gây xôn xao dư luận gần đây, một lần nữa lại được đưa ra phiên họp báo thường kỳ chính phủ diễn ra chiều 28 tháng 2, và người ta có chụp cái hình cái biệt thự của ông Trần Văn Truyền tại xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Bề thế lắm anh, dường như là một cái lâu đài. Thì thưa quý vị, người ta xây cầu người ta rút ruột, người ta xây đường người ta rút ruột, người ta xây biệt thự cán bộ người ta có rút ruột hay không? Lúc nãy trước khi vô chương trình cô hỏi ý kiến của Hoàng Tuấn là khi ta xây biệt thự người ta có rút ruột hay không. Thưa quý vị, người ta xây biệt thự của cán bộ thì người ta rút ruột của dân, và cái biệt thự của cán bộ nó rất là kiên cố. Cho nên quý vị chưa bao giờ nghe cái tin là một căn biệt thự, một căn nhà nào của cán bộ bị sập cả, mà chỉ có cầu sập nè, đường hư nè, chứ còn không có một căn nhà. Cho nên là nhiều khi chúng ta phải thông cảm, tức là phải lo cái nền móng trước, cán bộ phải được một cái nơi ở cho nó chắc chắn, đâu đó rồi mới lo cho dân được. Nhiều khi Hoàng Tuấn, anh đọc bài báo đó mà anh không hiểu hết cái thâm ý, cái ý sâu xa của chính phủ, của đảng và nhà nước. Có thể đây là một cái dự án mới, cái nhà của ông tổng thanh tra nó trở thành một cái nhà mẫu để mai mốt là chính phủ sẽ xây nhà cho dân. Đúng rồi. Và mỗi một người sẽ được một ông tổng thanh tra cũng được cái nhà như vậy, nhà mẫu, nó chắc chắn, nó kiên cố, nó đẹp đẽ như vậy. Hy sinh làm thí điểm đấy, hy sinh làm thí điểm thôi, để mọi người mai mốt là dân á sẽ xây nhà cho dân, mỗi người được một cái nhà như vậy. Tại vì ông tổng thanh tra ông làm việc ông phụ cho đất nước, cho người dân, thì những người tổng dân cũng sẽ chính phủ đấy nhá. Thì ông mai mốt cũng hy vọng là được như vậy, phải không ạ? Cho nên anh đừng có lo mai mốt, thứ mai mốt anh có bạn bè, có thân nhân ở bên đó mà có thắc mắc, có khiếu nại gì vào, đừng có lo, mai mốt nhà nước sẽ xây cho anh một cái nhà y như nhà của ông thanh tra vậy. Anh cứ vậy phải lo lắng nhiều quá. Cái ông này ông nói như thế này, quang minh chính đại thì không có biệt thự quan chức. Trong bài nói chuyện với những cán bộ đảng viên lâu năm ngày 9 tháng 12 năm 1961 của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có đoạn là đảng ta quang minh chính đại, đảng ta như thế, đảng viên cũng phải như thế. Quang minh chính đại chính là công khai và minh bạch, công khai và minh bạch hóa thông tin là điểm căn cốt nhất để thực hành dân chủ, mà dân chủ lại là chìa khóa của mọi thành công. Thì ông này ông đưa ra hàng loạt những cái lý luận của Bác Hồ. Ông là Trần Đình Huynh, nguyên viện trưởng viện xây dựng đảng. Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng, đó là theo lời của Bác Hồ đó nha. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm, là một đảng tiến bộ mạnh dạn, chắc chắn và chân chính. Thì nếu mà theo như lời Bác Hồ, theo lời Bác Hồ dạy đấy nha, thì đảng mà dám thừa nhận khuyết điểm, quang minh chính đại, thì đảng đó sẽ là một đảng tiến bộ mạnh dạn, chắc chắn, chân chính. Thì cái đảng cộng sản không chân chính, không chắc chắn, không mạnh dạn và không tiến bộ. Anh nói sao chứ tôi thấy đảng rất là quang minh chính đại, rất là rõ ràng, minh bạch trước quần chúng. Xây nhà cho các bộ ông tổng thanh tra, ông xây cái nhà lớn như vậy là rõ ràng như vậy rồi còn nhìn nữa. Mà cùng lắm thì cái đó anh cứ coi cái đó là khuyết điểm của đảng đi. Như vậy ý kiến bạn đọc á, đúng, chỉ có những anh nguyên bỏ không mà kép mới dám mạnh miệng, vì không còn ghế như mấy anh đương kim mà sợ ghế luôn. Ông này là ông nguyên thôi, không còn ghế nữa. Nhưng mà thực sự là tôi thấy mấy lần trước trong chương trình trước đây anh hay nói không có được tốt đẹp lắm về các anh công an cảnh sát giao thông, đặc biệt là cảnh sát giao thông. Bây giờ tôi thấy anh đọc cái bài đó xong, ông tránh thanh tra xong, tôi thấy này, cái này thấy tội cho người cảnh sát, người công cảnh sát giao thông quá. Rồi anh bị mấy anh cái bài báo là tạm đình chỉ nhóm cảnh sát giao thông soi ví người vi phạm. Anh nhắc tôi mới nhớ, mấy cái thằng Facebook nó thiệt là bậy bạ. Sao nữa? Nó đưa đầy lên đó. Tôi vô Facebook đó, người ta cứ truyền nhau, đưa mấy video clip nữa là cảnh sát giao thông vật ví người ta lấy tiền. Thế là sâu sát quần chúng đến thế là khùng. Thưa quý vị, tôi sở dĩ mà Nguyễn Khôi nói là thấy tội cho mấy anh công an cảnh sát giao thông là tại vì mấy anh cứ đi soi ví như thế này, người dân bình thường người ta đi ở ngoài đường, người ta đi làm việc, người ta đi chỗ này chỗ kia thì tiền đâu có bao nhiêu trong túi đâu, cũng vạch túi ra mà soi trong túi người ta mà móc hết ra thì cũng đâu được bao nhiêu tiền, bao giờ mới đủ tiền để mà xây cái nhà như kêu trách thanh tra kia. Tội quá.
mà trong khi đó suốt ngày đứng ngoài đường, tiền mà đi phụ cấp là không đủ để mà mua bộ bánh mì với là mua một chai nước nữa, mà rất là khổ cực như vậy, mà lại còn hơi bụng mà hơi lớn một chút xíu là lại bị mang lên để mà phê bình, rồi là phải kiểm tra cái phòng bụng may cả túi quần nữa, khổ quá. Mà trong khi đó đó thì cái ông Tránh Thanh Trà ở ăn sung mặc sướng, ông ở mà ấy, ông lại xây cái nhà to đùng. Còn bây giờ đó cảnh sát giao thông mình cứ đi soi ví người vi phạm như vậy, bao giờ mới đủ tiền cho các anh cảnh sát giao thông xây cái nhà to đùng như ông Tránh Thanh Trà, anh nghĩ bao nhiêu năm thì nhưng mà tôi nghĩ cái hành động của cảnh sát giao thông cũng rất là gần gũi với quần chúng. Bởi vì không đợi người dân phải tự móc ví ra mà tự mình tự tay mình mà lấy ví ra lấy để móc tiền ra, giống như ngày xưa mà mấy vị minh quân mà thấy dân nghèo nằm ngoài đường tự tay lấy chăn đắp thì bây giờ thì cũng tự tay của cảnh sát giao thông lấy tiền cho dân, dân khỏi phải vất vả. Trước đó một đoạn clip quay lại cảnh các cảnh sát giao thông đội hàng xanh liên tục dừng xe người đi đường qua giao lộ đường số 17 Phạm Văn Đồng, một số người vi phạm chưa kịp trình giấy tờ, các cảnh sát giao thông lại tiếp tục lao ra đường chặn thêm các xe khác. Tuy nhiên hình ảnh cho thấy cảnh sát giao thông không lập biên bản và phần lớn đều cho các xe vi phạm đi. Ngoài ra một số hình ảnh còn cho thấy là các cảnh sát giao thông này áp sát vào người vi phạm để soi ví tiền của họ, có người bị dừng nữa gọi điện sau đó chuyển máy lại cho một cảnh sát nghe và sau đó được cho đi. Thế thì cái chuyện mà bảo là cho cảnh sát phạt mà phạt tiền ngay tại chỗ thì nó như vậy cái kế hoạch đó có thể giúp cho các anh cảnh sát giao thông xây nhà giống anh Tránh Thanh Trà đó là anh giao thông. Trước khi kết thúc chương trình chúng tôi cũng rất nhanh có cái tin là hôm trước Việt Nam đã được vô hội đồng nhân quyền vô đội ủy ban nhân quyền của Liên Hợp Quốc ha. Thì quý vị như đúng Việt Nam đã làm những cái việc rất đúng thần kỳ đó. Thần kỳ thì chính nhờ Việt Nam vô trong cái ủy ban nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà bốn công an dùng nhục hình xác ướt vào hạ bộ của một thanh niên báo pháp luật online nhé. Kỹ thuật mới đó. Một người thanh niên là sinh năm 90, anh Huỳnh Thế Anh ở ấp 7 xã Lương Hòa huyện Bến Lức tỉnh Long An bị cái chuyện là đụng chạm xe với một tài xế thôi bị công an mời vô và thưa quý vị đánh lấy ướt đâm ướt nhét vô trong mắt của, nhét trong mắt nữa chứ. Lấy ớt đâm ớt nhét vào trong mắt của người ta. Lấy ớt bột sát vào hạ bộ của một thanh niên và còn nói như thế này: tao đánh cho mày mang bệnh về sao mới hả dạ. Thì quý vị mới đánh xong là về coi như là hai cái đồ gối đi không được và ói ra mật vàng mật xanh. Mà tối ngủ đó mẹ của anh kể lại là anh còn mê sảng. Nó đánh liên tiếp nhưng mà cái điều quan trọng đánh của nó là tao đánh cho mày mang bệnh về sao thì mới hả dạ. Thưa quý vị, đó là nhờ vô nhân quyền rồi đó nha. Có thể là trong cái luật nhân quyền của Liên Hợp Quốc người ta không cấm dùng ớt. Hay hay. Nhưng tôi nghĩ khác. Công an bây giờ nó đi nhậu cho nên nó nhìn chỗ nào cũng thấy mồi. Cái gì nó nghĩ tới cái chuyện xào xả ớt hay là nướng muối ớt này cái gì đó. Nhiều khi nó thấy chín chín, nó nhìn thấy rồi nó thấy giống khúc mồi, nó lại lướt nó trà vô. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúng tôi chào tạm biệt quý vị.